Nước hoa 10ml nhỏ mà có vỏ. Nước hoa mini đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên cho đến người đi làm. Hoặc là đối với những người mới bắt đầu khám phá về thế giới nước hoa, hay là những người mà đã sành điệu về nước hoa rồi, muốn thử thật nhiều mùi hương khác nhau. Hiện nay, xu hướng mini hóa sử dụng các sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi đang rất được ưa chuộng, đặc biệt là phù hợp với cuộc sống hiện đại, luôn di chuyển. Tiếp cận khách hàng dễ dàng khi bạn có thể bán hàng online thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hoặc là offline thông qua các cửa hàng mỹ phẩm này, cửa hàng tiện lợi. Khi hợp tác với các đơn vị gia công nước hoa, bạn sẽ có một thương hiệu nước hoa dành riêng cho mình. Bạn có thể tự do lựa chọn, kết hợp các loại hương thơm để tạo ra một mùi hương thơm riêng biệt, chất lượng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực gia công mỹ phẩm, Hajer Cosmetics tự tin có thể mang đến cho bạn những sản phẩm mang chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, từ việc lên ý tưởng, điều chỉnh công thức cho phù hợp, sản xuất sản phẩm và thiết kế in ấn bao bì, cho đến bước cuối cùng đó là chiết rót, đóng gói sản phẩm. Nếu bạn đang muốn sở hữu một thương hiệu nước hoa riêng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy liên hệ với Hajer Cosmetics để được tư vấn và hỗ trợ.